Sáng ngày 15 tháng 11, tại Chùa Bộc, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua bản báo cáo Phật sự 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Chư Tăng Ni Phật tử quận Đống Đa đã hoàn thành xuất sắc các Phật sự đề ra, đặc biệt đã huy động 5 tỷ đồng hỗ trợ công tác từ thiện xã hội. Tại đây, Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Đống Đa được suy cử và ra mắt gồm 10 thành viên do Thượng tọa Thích Đức Hạnh làm trưởng ban trị sự. Thì thay mặt cho toàn thể Tân Ban Trị sự, chúng tôi cũng có một cái phương hướng để hoạch định cho nhiệm kỳ 9 tới. Cái điều quan trọng nhất là phải phát huy được cái tinh thần đại đoàn kết để cùng nhau gánh vác các cái công tác Phật sự, tập trung để phát huy cho Phật giáo quận nhà để có nhiều những cái sự phát triển vững mạnh nhất. Trước đó tại chùa Viên Minh Hà Nội cũng đã diễn ra Đại hội Phật giáo quận Hai Bà Trưng. Trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo quận đã tập trung vào công tác đào tạo tăng ni, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử và đạt được những thành tựu tốt đẹp. Đại hội đã suy cử Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận gồm 9 thành viên do Đại đức Thích Đạo Thông làm trưởng ban trị sự. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen đến 27 tập thể, 57 cá nhân tích cực trong các Phật sự giai đoạn 2016-2021. Sáng ngày 14 tháng 11, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội Phật giáo huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra. Với 33 tự viện và 60 vị tăng ni tu học nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện hoàn thiện công tác điều hành, đẩy mạnh các Phật sự về hoằng pháp, trùng tu tôn tạo chùa cảnh, từ thiện xã hội. Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Lô trao tặng bằng khen đến tập thể và các cá nhân tiêu biểu. Toàn thể đại biểu thống nhất suy cử 21 vị tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới do Thượng tọa Thích Tỉnh Thuần tái nhiệm trưởng Ban Trị sự. Cùng thời gian này, Phật giáo huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành hội nghị tổng kết Phật sự khóa 4 năm 2016-2021 và kiện toàn nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện khóa 5 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, Chư Tăng Ni Phật tử toàn huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh Phật sự về tăng sự, hoằng pháp, giáo dục tăng ni, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, xây dựng chùa cảnh tinh tiến. Dịp này, 14 thành viên được suy cử tham gia Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới đã ra mắt hội nghị Đại đức Thích Nguyên Giác đảm nhiệm trưởng ban trị sự. Còn tại tỉnh Quảng Nam, tại Đại hội Phật giáo thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thư ký Đại hội cho biết 5 năm qua đã lập thêm một số cơ sở tôn giáo, nâng tổng số tự viện toàn thành phố lên 24 cơ sở với 67 tăng ni tu học. Ngoài ra, Phật giáo thành phố cũng chú trọng đến công tác tăng sự, hướng dẫn Phật tử, từ thiện với hơn 30 tỷ đồng được huy động. Tại đại hội, toàn thể đại biểu thống nhất suy cử Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, với 31 nhân sự do Đại đức Thích Viên Tánh tiếp tục đảm nhiệm trưởng Ban Trị sự,